Quang Đậu xin chào các bạn và chào anh nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ Công Tung. Quang Đậu vừa mới đọc cái bài thơ là Khoảng Lặng và cũng tranh thủ hát nhanh, viết nhanh gửi đến cho các bạn ở Sài Gòn, mà theo với cái sự cảm xúc với cái khoảng lặng mà Nguyễn Tấn Hỷ cũng đã viết gửi về thành phố Sài Gòn, bản thân mình cũng có cảm xúc đó. Trong những cái thời gian mà chống dịch Covid như thế này thì bản thân mình không làm được gì cả, thì bản thân mình cũng cố gắng là với những cái giai điệu xanh mượt mà và đau lòng đến với thành phố Sài Gòn, và mình cũng cùng đồng hành với anh nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ gửi đến nhân dân thành phố Sài Gòn với những cái tình cảm thiết tha qua ca khúc Khoảng Lặng mà nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ đã viết gửi về thành phố Sài Gòn. Xin hát và gửi tặng đến bà con anh em ở Sài Gòn. Ta mãi ngồi giang cách tai cầm thương mà nghe thấu Sài Gòn, lòng đau đau mãi nghĩ về tổ quốc. Người dân Việt ngàn đời nay vẫn mãi yêu thương nhau bằng tình nghĩa láng giềng, sáng gặp mặt nụ cười trong tôi, đêm tôi về thủ thi chuyện riêng tư. Thời mắc dịch sao mà cay đắng quá, lấy mặt nhau chẳng dám nói dám cười, đến lúc chết cũng một mình cô độc. Khoảng lặng này tồn tại đến bao lâu, thời mắc dịch sao mà cay đắng quá, lấy mặt nhau chẳng dám nói dám cười, đến lúc chết cũng một mình cô độc. Khoảng lặng này tồn tại đến bao lâu, giữa khoảng lặng ta mãi ngồi giang cách tai con tung mà nghe thấu Sài Gòn, lòng đau đau mãi nghĩ về tổ quốc. Người dân Việt ngàn đời nay vẫn mãi yêu thương nhau bằng tình nghĩa láng giềng, sáng gặp mặt nụ cười trong câu hỏi, đêm tôi về thủ thi chuyện riêng tư. Thời mắc dịch sao mà cay đắng quá, lấy mặt nhau chẳng dám nói dám cười, đến lúc chết cũng một mình cô độc. Còn lặng này tồn tại đến bao lâu, thời mắc dịch sao mà cay đắng quá, lấy mặt nhau chẳng dám nói dám cười,
trong làng này tồn tại đến bao lâu? Con làng này tồn tại đến bao lâu?